Rồi xin chào các bạn đến với kênh Sáng Tạo DJC 2 của mình. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cái cách mà hàng chì, tại sao mà chúng ta hàng hoài mà nó không dính nha các bạn. Thì hôm nay là mình cũng chia sẻ cái clip này tại cũng có nhiều bạn yêu cầu là kêu mình là chia sẻ cái cách hàng chì sao cho nó dễ dính nha anh em. Thì có nhiều anh em để mình nói cái trường hợp là cái đầu hàng đi ha, cái đầu mỏ hàng nè anh em. Thì ở đây có nhiều anh em xài cái cây mỏ hàng mà chúng ta không chú ý tới cái đầu mỏ hàng. Thì cái đầu mỏ hàng có nhiều anh em là để cái đầu nó dơ vậy nè, nó dơ nó ten hết trơn nè, nó không có bám chì được. Thì khi mà chúng ta hàng anh em thì chúng ta tẩm chì vô. Đó, chúng ta tẩm chì vô gì thì nó không có bám được chì vô cái đầu hàng anh em. Đây. Chúng ta tẩm vô thì nó không bám chì được thì nó đâu có dẫn nhiệt được cho cái nhiệt độ của chúng ta khi mà chúng ta hàn vô cái mạch đó. Khi mà hàn vô mạch thì nó không dẫn được vô thì nó hàn rất là chậm dính anh em. Đây chúng ta đưa vô nè, đó anh em thấy rõ không nè, đưa vô nè thì cái nhiệt độ nó không đưa, nó đưa vô rất là chậm nha anh em. Đây nó đưa vô rất là chậm luôn đó, chúng ta đưa vô là nhiệt độ nó không có qua luôn nè. Thì như vậy á, làm sao mà chúng ta hàn chì dính được. Đây, như vậy là hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em cái cách xử lý cái đầu mỏ hàng làm sao cho nó dễ dính nha anh em. Đây trước tiên là chúng ta cần xử lý cái mỏ hàng là chúng ta dùng cái lưỡi cưa. Đây anh em dùng cái lưỡi cưa anh em cạo cho nó sạch nha. Đây cạo cho sạch cái đầu hàng của chỗ chúng ta hàng nè. Đó chúng ta cạo cho sạch nha. Rồi xong rồi chúng ta tẩm vô một miếng nhựa thông. Đó thì anh em thấy cái đầu hàng nó hơi sạch hơn nè. Còn anh em mà nếu mà có cái dũa để mình chia sẻ thêm, nếu anh em nào có cái dũa sạch gì, dưa cái dũa mịn gì ha, thì chúng ta đưa vô chúng ta dũa luôn nha anh em. Chúng ta dũa cái đầu nè, đây chúng ta dũa cái đầu cho nó sạch nha. Đây dũa cái chỗ mà chúng ta cần để vô hàng đó thì dũa cho nó thiệt sạch đó. Xong rồi chúng ta tẩm chì vô, đây tẩm chì hàng vô để cho nó dính anh em. Đó chúng ta tẩm vô nha, đó ngâm vô cái này là cái nhựa thông nha anh em. Đó ngâm vô để cho chị nó bám vô cái đầu hàng nè, anh em thấy rõ không? Đó chị bám vô đầu hàng như vậy đó. Thì khi mà chúng ta cần hàng vô thì nó rất là dễ dẫn nhiệt anh em. Đó anh em lưu ý khi mà hàng cho muốn cho dễ dính thì anh em phải cái đầu hàng này lúc nào cũng phải có dính chì trên đó nha anh em. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, cái nguyên lý của cái cục nhựa thông này là để, cái thứ nhất là để tẩy chất dơ, cái thứ hai nữa là để làm cho nó bóng có mối chì đó. Thì ở đây chúng ta chấm vô nhựa thông miếng thì chúng ta chấm vô cái mạch nè, anh em thấy rõ nè, khi mà nó có chì vô rồi nó dẫn nhiệt rất là nhanh nha anh em. Đây đó anh em thấy rõ không, dẫn nhiệt rất là nhanh. Rồi còn cái thứ ba nữa, tại sao anh em, đây để mình lấy cái mối dây điện nha. Có nhiều anh em hàng cái mối dây điện hàng vô nó không dính anh em. Đây cũng như có nhiều anh em là hàng vô vậy nè, đó có nhiều anh em hàng tẩm chì vô đây, cái anh em hàng cái mối dây điện hàng vô đó, nhiều anh em không biết cách hàng vô vậy nè, hàng vô gì là nó đâu có dính đâu anh em thấy rõ không, là nó dính đi nữa thì nó rất là dễ sức đó, thấy không? Thì tại sao? Tại vì cái thứ nhất là cái cọng dây này là nó dơ đó. Anh em lưu ý là cái cọng dây điện mà nó dơ như nè, đây để mình cho nó lấy nét cái nha, đó nó dơ nè, anh em thấy rõ không? Nó dơ gì thì chúng ta phải dùng cái lưỡi cưa chúng ta cạo. Anh em không có lưỡi cưa thì anh em dùng dao cũng được ha, chúng ta cạo cho sạch nha anh em. Xong rồi chúng ta ngoai lại đó. Rồi nếu mà anh em có nhựa thông thì anh em tẩm vô nhựa thông miếng vậy ha. Rồi kế tiếp á, là trước khi hàng thì chúng ta phải tẩm chì đó, tẩm chì vô cái cọng dây điện để cho nó bám chì trước anh em. Nó giống như là mình tẩm vô cái đầu mỏ hàng vậy, nó bám chì vô anh em thấy rõ không? Đó nó đã bám vô đó rồi, anh em cắt cho nó gọn nha, cắt bỏ cái điểm nào không cần thiết thì chúng ta cắt bỏ cho nó gọn. Rồi khi mà hàng vô mạch á thì anh em cứ đưa vô cái chỗ hàng nè, chỗ cần hàng á thì chúng ta tẩm cho nó miếng chì nha. Đó thì anh em lưu ý nè, cái chì hàng ở trên thị trường hiện tại giờ chì nào cũng có nhựa thông sẵn trong chổng rồi đó, trong cái chì hàng lúc nào cũng có nhựa thông, thành thử ra nhiều khi khỏi cần xài cái này cũng được, khỏi cần xài nhựa thông này cũng được. Thì anh em tẩm như đó, anh em chấm vô một cái là nó dính nha anh em. Đó chấm vô một cái gì lại dính rồi nè, đó anh em thấy rõ không, dính rất là chắc nha. Cái mối hàng này anh em thấy rõ nè, nó chưa có được đẹp gì mấy nè, anh em thấy rõ không nè, nó chưa có được bóng nè. Thì do mình nó là hàng vô á, cái thứ nhất á là nó không có nhựa thông vô nhiều, thì nếu mà anh em muốn bóng thì anh em chấm cái đầu hàng vô đây, chấm vô miếng nhựa thông này chúng ta tẩm vô đây một cái đó, chúng ta chấm vô vậy nè đó, cho chấm vô đặn cho có chắc nhựa thông vô thì cái mối chì của chúng ta nó sẽ bóng lên đó. Đó anh em thấy rõ không, nó bóng lên rồi không đó.
Thì cái cục nhựa thông này thì anh em lên chỗ bán phụ tùng đồ điện á, thì chúng ta mua nói là bán cho cái cục nhựa thông là nó sẽ có bán anh em. Còn nếu anh em mua ở tiệm điện không có thì mình chỉ cho một chỗ có nữa là anh em vô tiệm thuốc bắc. Chỗ bán tiệm thuốc bắc anh em nó bán cái cục nhựa thông là nó có bán. Đó. Rồi kế tiếp á, là mình chia sẻ cho anh em hàng vô mấy cái điểm chấu của cái pin đó anh em. Ê, mấy cái điểm này nè. Thì cũng giống như hàng với mạch với đó anh em. Thì chúng ta chọn tẩm chì vô trước nha. Đây, mình lật lên mình tẩm chì vô. Đây anh em, để mình tẩm chì vô nha. Đó, chúng ta tẩm chì vô. Thì cái ví dụ mà cái đầu của món hàng của chúng ta mà mình cảm thấy nó dơ á thì anh em lấy cái lưỡi cưa này anh em vuốt chuốt nó nè anh em. Đó. Tẩy sạch nó một cái nha. Đó, lấy lưỡi cưa vuốt chuốt nó. À, thỉnh thoảng anh em xài món hàng thỉnh thoảng cầm cái lưỡi cưa để cạo ba cái chất ten dơ của nó đó anh em, cạo sơ nó một cái ha. Rồi chúng ta đưa chì vô, chúng ta tẩm vô lại một cái là xong à. Rồi bên đây chúng ta cũng tẩm vô nè. Đó. Rồi khi mà anh em hàng á, thì anh em chấm cầm dây điện vô cái cục nhựa thông cái, rồi cho nó có chì vô. Đó, rồi anh em cứ đưa vô hàng thôi. Chấm một cái là lụm liền. Đó. Đây anh em, giờ cái món hàng nè. Đó, rất là đơn giản, rất là dễ nha anh em. Rồi thôi, mình chia sẻ cho anh em cái kỹ thực hàng thì tới đây là xong. Thì anh em nào xem kênh mình nếu mà thấy có hay và bổ ích thì nhớ chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Đó. Còn những cái trường hợp mà cái cọng dây này mà nó còn có bị ten á, thì anh em lưu ý anh em lấy cái lưỡi cưa, anh em lấy lưỡi cưa thì cái dây điện của nó bị ten á, nó ten nhiều á, thì anh em dùng cái lưỡi cưa nè. Đây nó ten vậy nè anh em, thì dùng lưỡi cưa chúng ta cạo ra. Cạo cho nó sạch ra nha anh em. Đó, cạo cho sạch ra thì chúng ta hàng được nha. Thì nó rất là dễ luôn. Rồi thì hôm nay mình chia sẻ cho anh em cái kỹ thuật hàng tới đây là xong. Rồi anh em nào mà nếu mà còn thắc mắc gì thì cứ comment bên dưới thì mình sẽ chia sẻ thêm nha. Rồi thôi, chào tạm biệt anh em.